Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNO, mình là Hải Siêu. Và như các bạn có thể thấy đang trên màn hình đây, mình đang có một chiếc Nokia 3. Đây là một trong 3 chiếc điện thoại đánh dấu sự trở lại của Nokia ở Việt Nam, chính xác là tại Đà Lạt. Và ngay sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn bài mở hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc Nokia 3 này. Như các bạn có thể thấy thì bên ngoài hộp thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh hai người đang nắm tay nhau. Đây là một cái hình ảnh biểu tượng cho slogan Connecting People của Nokia hồi trước. Tuy nhiên thì rất tiếc là bây giờ nó đã không còn nữa. Còn về phần mặt sau sẽ là những cái thông tin mà chúng ta cần biết về chiếc điện thoại Nokia 3. Hệ điều hành Android 7.0 Nougat, màn hình 5 inch với độ phân giải là HD. Camera trước và sau của chiếc điện thoại này sẽ đều là 8 chấm. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc điện thoại này. Đây là nhân vật chính của chúng ta và mình sẽ để nó sang một bên. Ở bên dưới thì Nokia sẽ cho chúng ta một cái quay chọc SIM cũng như là một bộ sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta sẽ chả bao giờ dùng cái này đâu. Cái hộp dài này không biết bên trong có cái gì. Chúng ta sẽ có cáp sạc này, tai nghe này, chúng ta sẽ có thêm một cả cục sạc nữa. Đó, và đó là tất cả những cái gì mà có trong chiếc hộp của Nokia 3. Và bây giờ thì mình sẽ dẹp hết tất cả đống này sang một bên để tập trung chính vào nhân vật của chúng ta. Ok, đây, mình sẽ bóc zin em nó rồi. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Vậy trước hết thì chúng ta hãy nói về phần thiết kế đi. Về phần thiết kế bên ngoài thì như các bạn có thể thấy là chiếc điện thoại chúng ta cầm rất là vừa tay. Nó có kích thước khá là nhỏ với màn hình chỉ có 5 inch thôi. Và thực sự thì cái cảm giác cầm nắm lúc ban đầu thì nó rất là chắc tay và nó nằm gọn trong cái lòng bàn tay của mình. Về phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 5 inch, một camera trước với độ phân giải là 8 chấm. Bên cạnh đó là loa thoại cũng như là logo của Nokia. Ở phía dưới sẽ là 3 phím điều hướng là phím back, phím home và phím đa nhiệm. Khá là đáng tiếc tại vì mình nghĩ là 3 cái phím điều hướng này nó sẽ có đèn để cho chúng ta có thể dễ dàng thao tác trong đêm hơn. Tuy nhiên thì rất tiếc lại không có. Ở phía bên cạnh trái sẽ là khe cắm SIM cũng như là khe cắm thẻ nhớ. Đó, như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có 2 SIM và thẻ nhớ của nó có thể mở rộng lên tới 128GB. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có loa này, một cổng sạc micro USB này và một mic thoại. Nếu như mà để ý thì các bạn có thể thấy là hai cái giải nhựa này nó được làm đồng bộ với cả máy. Thế nên là các bạn cũng không phải quá lo về cái mặt thiết kế đâu. Và mình đánh giá là thiết kế là một trong những cái điểm mà mình nghĩ là nó sẽ là một cái điểm cộng của Nokia. Ở bên cạnh phải sẽ là phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Hai phím này thì được đặt khá là cao, tuy nhiên thì với một kích thước nhỏ như thế này thì mình vẫn rất là dễ dàng để thao tác. Và cái cảm giác bấm ấy nó chỉ là tương đối thôi chứ cũng không quá là quá thích thú lắm. Ở phía cạnh trên thì chúng ta sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5mm, mic thoại cũng như là hai cái dải anten. Và nó được thiết kế khá là giống với cả phía cạnh dưới. Về phần mặt sau thì chúng ta sẽ có logo của Nokia, một camera sau có độ phân giải là 8 chấm cũng như đèn flash LED. Nói chung thì về mặt thiết kế mình khá là ưng chiếc Nokia 3 này. Tuy nhiên thì chỉ có một phần không vừa ý, đó chính là về cái bộ 3 phím điều hướng. Khá đáng tiếc là nó lại không phát sáng. Về cấu hình thì Nokia sẽ chạy trên hệ điều hành Android 7.0 Nougat kết hợp với chip MediaTek 6737 4 nhân, với tốc độ là 1.3GHz, mang lại một hiệu năng khá là ổn. RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB tuy không phải là một cấu hình mạnh mẽ, tuy nhiên thì nó vẫn mang lại cho máy một cái hiệu năng ổn định. Và đó là bài mở hộp chiếc Nokia 3 của mình. Thưa các bạn, nghĩ sao về sự trở lại này của Nokia? Hãy comment chia sẻ bên dưới và nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của SNO nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.